Em xin kính chào quý vị cô chú anh chị đang đến với kênh YouTube tôi Nhật TV hàng Nhật chính hãng. Em là Cảnh. Hôm nay là bắt đầu ngày nghỉ lễ ở Việt Nam thì anh chị được nghỉ rất là dài. Em chúc quý vị anh chị cô chú có những ngày nghỉ thật là tuyệt vời bên người thân. Cái video này ấy, thì nó sẽ kéo dài khoảng 30 phút, một cái thời gian rất là dài. Đó, cho nên là anh chị cố gắng xem giúp cho em. Cái video nó sẽ kéo dài như thế cho nên là những cái sản phẩm nó cũng liên tục xuất hiện. Và ngoài audio thì có cả đồng hồ đeo tay đã qua sử dụng của Thụy Sĩ, cũng như là những cái lọ hoa, rồi những cái đồ trang trí như những cái chùa, rồi những cái lâu đài này kia, đúng không ạ? Rồi những cái đồ mạ vàng 24K, những cái âm ly đèn rất là chất lượng và công suất rất là cao, rồi những cái bộ repao. Đấy, em nói qua như vậy về cái video như vậy để cho anh chị nắm được và xem từ đầu tới cuối giúp cho em nhé. Đây là một cái âm ly đèn sản xuất ở Anh Quốc hay ở Mỹ gì đó, em chưa xem phía sau. Nhưng mà bóng thì sản xuất ở Mỹ anh chị nhé. Đây là một loạt những cái bóng bóng rời anh chị ạ. Anh chị mà mua ấy, thì để về ghép vào cái âm ly của chúng ta, đúng không ạ? Nói chung là nó nhiều lắm nên là em sẽ quay một loạt mà nó không theo một cái thứ tự gì cả. Em cứ gọi là gặp cái gì quay cái đó anh chị nhé. Đây là cái bóng Nationan này, bóng rời, anh chị mà mua để lắp vào cái âm ly đèn của chúng ta, made in USA luôn. Nó có cả bóng Mỹ rồi bóng Nhật có hết. Em quay lại một chút về cái loa Antech. Cái loa này nó có sự kết hợp cái chép của Koran nữa anh chị ạ, chép kèn của Koran. Nói chung là dường như cái loa này nó đã được chủ người ta chế cháo rồi. Con này là Crown đẩy, cái giá gốc của nó khoảng 90 triệu và bây giờ họ bán ra khoảng 13 triệu anh chị ạ. Bảo hành 3 tháng tại Nhật. Công suất rất là cao đúng không ạ? Một loạt những cái dây tín hiệu cũng như là dây loa. Hiện tại ở nhà em ấy thì có rất là nhiều những cái dây loa cũng như là dây tín hiệu, dây AV các thứ khá là chất lượng, sản xuất ở Mỹ cũng như là ở Nhật. Đó, anh chị nào mà quan tâm ấy thì em sẽ gửi hình cho quý vị anh chị. Ngoài ra em cũng quay ở cái video này đầy đủ những cái mà em gặp những cái dây tín hiệu cho anh chị. Trong cái tủ này ấy, thì nó có hai cái âm ly cực kỳ chất lượng. Bây giờ em sẽ quay cho quý vị cô chú anh chị. Đây là một cái SV300B Sun Audio, cái này sản xuất ở Hoa Kỳ, ở Mỹ. Bóng sản xuất ở Mỹ luôn anh chị nhé. Đây một bộ repao công suất lớn và dùng cho những cái dòng loa công suất khá là ok đúng không ạ? Anh chị thực sự là cái này giá nó của nó rất là cao kể cả tại Nhật, nhưng mà nếu mà so với Việt Nam ấy thì khả năng vẫn là thấp, và cũng là một dòng repao của Mỹ và rất là hiếm. Đó, em nghĩ là em quay lên thì sẽ bán được rất là dễ thôi, anh chị sẽ mua rất là nhanh thôi đúng không ạ? Hy vọng là khi anh chị đã thấy cái đó thì sẽ thích, là sẽ duyệt ngay, kết ngay đúng không ạ? Và nhắn luôn cho em để em gửi về cho quý vị cô chú anh chị. Đây là một cái Luxman KMQ60. Cái bảng này là 89.800 yên. Nó rơi vào tầm khoảng 16 triệu hơn một xíu. Đây là một cái âm ly đèn tự chế này anh chị ơi. Tự chế Tango này. Cái tụ cục này là kiểu sản xuất ở Pháp thì phải. Đó, còn những cái bóng này thì là em không nhìn thấy họ ghi sản xuất ở đâu cả. Qua tủ kính không nhìn rõ lắm. Lát em sẽ bảo họ mở ra chúng ta xem. Nếu mà anh chị nào còn nhớ ấy, cách đây khoảng 3-4 hôm em có quay một cái video về cái bộ repao sản xuất ở Nhật ấy, cái bộ musical mà nó nhỏ nhỏ ấy, anh chị. Đây cũng có một bộ đây anh chị. Đấy, cái bộ này tuy là cái đời của nó khác một chút, nhưng mà cái giá gốc của cái bộ này ấy, như em tìm hiểu trên website của cửa hàng ấy, nó tầm khoảng 50 triệu anh chị nhá. Khi mà họ mới bán ra, mới sản xuất ra. Đó, nhưng mà bây giờ họ bán ra có khoảng 6 triệu thôi. Đó, bộ này bao. Đây, em nhờ nhân viên họ lấy ra cho chúng ta xem. Đấy, rất là rẻ thôi, chứ không hề đắt một xíu nào luôn. Nhìn nó rất là đơn giản đúng không ạ? Giá của nó khoảng 50 triệu tại Nhật khi mà họ mới sản xuất ra. Cái này nó có màu đen đen ấy, cho nên là bụi nó bám vào, chứ thực tế là nó không bị xước sát gì đâu anh chị nhé. Nó 50W, công suất rất là lớn đúng không ạ? Đây là một cái dây loa càng cua, đã có sẵn đầu càng cua rồi đúng không ạ?
cái sợi của nó to như cái ngón tay luôn ấy anh chị. À, thực sự là cái dây tín hiệu, dây loa, chất lượng nó liên quan đến cái chất lượng âm thanh rất là nhiều anh chị ạ. Em đã trải nghiệm nó, những cái dây nhỏ nhỏ ấy thì là cái chất lượng âm thanh nó đưa ra không thể nào mà so sánh được những cái dây loa chất lượng kiểu như thế này. Cái vài triệu nó phải, chắc chắn nó phải khác với cái vài trăm nghìn rồi. Đây là một cái dây sản xuất ở Mỹ này anh chị. Đầu bắp chuối. Đấy. Có giá khoảng 2 triệu tại Nhật anh chị nhá. Anh chị nếu mà thực sự là yêu thích âm thanh thì có thể trải nghiệm một chút về những cái dây nó cũng vừa vừa tiền như thế này thôi, nó không quá là đắt đúng không ạ? Có những cái dây nó đến vài trăm triệu cũng có, nhưng mà như thế thì cái tai nghe của chúng ta nó phải đến cái tầm nào rồi đúng không ạ? Còn đâu cái dây như thế này em nghĩ cũng là rất là ok rồi. Đây, cái bộ SV300B Sun Audio bảo hành 6 tháng tại Nhật. Cái bộ này cái giá gốc của nó khi mà em tham khảo trên website cửa hàng khi mà mới anh chị, nó rơi vào tầm khoảng 150 triệu gì đó anh chị nhá. 150 triệu. Hiện tại bây giờ nó chỉ khoảng 90 triệu gì đó thôi. Rất là ok đúng không ạ? Đây là cái loa sản xuất ở Đan Mạch này. Đan Mạch. Made in Đan Mạch. Nó có nguyên hộp cho nên là em không biết là bên trong nó như thế nào. Có giá khoảng 4 triệu mấy, hơn 4 triệu, 4 triệu 7 gì đó. Công suất 15W thôi. Hàng limited. Luckman âm ly đèn SQ38D. Có giá khoảng 43 triệu tại Nhật. Nhiều anh chị bảo xem em không báo giá về Việt Nam luôn thì thực sự là rất là khó anh chị ạ, vì là cái ví dụ em đang quay như thế này thì cái khối lượng của cái sản phẩm ấy em không thể nào mới biết được nó bao nhiêu, cho nên là em nói giá ra thì nó sẽ bị sai hoàn toàn so với khi em báo thực tế cho anh chị ấy. Như thế nó rất là ảnh hưởng đến cái uy tín của em luôn anh chị ạ, cho nên là em chỉ nói được cái giá tại Nhật thôi, nói được giá tại Nhật thôi, còn khi anh chị mà hỏi thì em sẽ báo giá cụ thể hơn đúng không ạ. Nó rất là khó khăn như thế cho nên mong anh chị hiểu cho em. Đây là một cái BVK. Cái loa này cực kỳ chất lượng và cực kỳ đẹp luôn. Đó. Sản xuất ở Anh Quốc. Cái này rẻ hơn so với cái cặp mà đợt trước em quay khoảng 5 triệu anh chị nhá. Và hình thức thậm chí em thấy nó còn đẹp hơn một chút ý. Đấy, cái chép này nó còn không bị bong chóc gì luôn. Một cái loa cực kỳ đẹp. Cái loa này em nghĩ là em quay lên thì chắc là anh chị cũng sẽ mua thôi, rất là nhanh. Rất là nhanh luôn. Đấy. Đây, phía sau của loa anh chị nhé. Series này là series lối tiếp. Nói chung là đẹp đúng không ạ? Nó là một cặp, sinh ra là một cặp rồi. Và họ bán cũng là đúng là một cặp luôn. 1500RE, có giá khoảng 13 triệu hơn. Sản xuất năm 2016. Màu phay nhôm anh chị ạ. Đây là một con SQ707 này. Sản xuất năm 1969, rất là cổ rồi. Hiện tại ở nhà em ấy đang có rất là nhiều những cái sản phẩm liên quan đến cái mạ vàng 24K. Có một bức tranh con hổ mạ vàng 24K cao 60cm luôn anh chị ạ. Rất là đẹp. Một vài hôm nữa em sẽ bắt đầu em quay cho anh chị xem. Hiện tại thì em khá là bận, gọi là đóng hàng rồi đủ các kiểu, chỉ quay được cửa hàng thôi chứ về nhà là em không có thể sắp xếp quay được, vì nhà em nó nhiều hàng, nó chồng chất lên quá, em chưa kịp gọi là sắp xếp để có một cái phòng thật là rộng để quay cho quý vị cô chú anh chị. Đây là một cái KMQ60, cái này nó có lưới bọc luôn, Luckman KMQ60. Đây cũng là một cái dãy nhỏ ở cửa hàng đấy thôi. Đây là một cái Bose 201. Cái này sản xuất ở Canada anh chị ạ. 201, 25 mã. Bass con này hình như là bass 15 thì phải. Sản xuất ở Canada. Hình thức rất là đẹp. Cái này Pioneer. Cái dòng này nhiều anh chị hỏi. Nhưng mà em thưa là sản xuất nó ở Trung Quốc. Đấy, cho nên là em phải quay rõ cho anh chị. Cái này nó sản xuất ở Trung Quốc này. Nhiều anh chị vẫn thích. À, đây nó ghi là thiết kế ở Nhật nhưng mà sản xuất ở Trung Quốc anh chị nhé. Thì em cứ quay vì là có thể là anh chị sẽ quan tâm. Đó. Công suất rất là cao. Hơn 200W cơ.
Đây có một cái loa Yamaha NS1000 trơn. Cái này thì là dòng loa khá là hiếm. Nó là dùng cái ê căng vải chứ không dùng cái ê căng thép giống như dòng loa NS1000 thông thường, đúng không ạ? Đấy, cái chép rồi những cái loa chung rồi nút tinh chỉnh rồi cả cái bát loa cũng rất là đẹp. Đấy. Cái này hiếm, hiếm gặp anh chị nhá. Cái giá cửa hàng họ đưa ra là rẻ so với chỗ khác. Chỗ khác em thấy họ bán đắt lắm. Có chỗ họ bán đến tận 275.000 yên, tức là khoảng 54-55 triệu cơ anh chị ạ. SP70 này. À đây, một cái bộ combo Boss. Cái này là 321-2 la mã. Giá gốc khoảng 18-19 triệu và bây giờ họ bán ra có khoảng 5,4-5,5 triệu thôi. Có điều khiển và đầy đủ luôn. Cái này có chân đế bằng thủy tinh rất đẹp. Còn đây là một bộ 5.1. Giá gốc của nó là 50 triệu và bây giờ họ bán ra khoảng 13 triệu. Cái này em sẽ quay kỹ nha anh chị nhá, bởi vì là một trong những cái bộ combo mà em ít gặp và nó rất là đẹp cho nên em phải quay kỹ để cho anh chị xem. Cái này thì sản xuất ở Mexico. Đó. Đấy, cái đầu này sản xuất ở Mexico. Còn đâu cái cục trầm thì là em không quay được vì nó cao và nó nặng quá. Đấy. Nhưng mà nói chung là cái này ấy, cái bộ kiểu combo như thế này thì một là Mexico, hai là Mỹ anh chị nhá. Cái này nó có mã hiệu là Lifestyle V20 5.1. Đây, tiện đây có cái lọ hoa em cũng quay luôn cho anh chị. Cực kỳ là đẹp. Lọ này xứng đáng là một trong những cái lọ khá là đẹp, đẹp đẹp gần như nhất nhì mà em quay. Đấy. Câu cá này, xong có hai ông tiên nhìn xuống, đúng không ạ? Đây, dấu triện ở phía dưới đây. Cái video này ấy, nó sẽ không theo một cái thứ tự gì cả anh chị ạ nhá. Em là cứ gặp cái gì em quay cái đó. Cho nên là nó không theo một cái thứ tự gì cả. Nó cao khoảng trên 50cm. Em đo đại khái như vậy. Bây giờ lọ hoa lát nữa đến lại là chùa rồi. Những cái đồ mạ vàng rồi cả bật lửa rồi đồng hồ ti sốt. Xong lại quay lại loa đài anh chị nhá. Nó không theo một cái thứ tự gì cho nên mong anh chị hết sức thông cảm và cố gắng theo dõi giúp cho em với. Đấy. Hiện tại kênh YouTube của em nó đang có 37.000 anh chị cô chú theo dõi. Ủa cái lọ hoa này đẹp thế nhở. Một cái lượng theo dõi rất là lớn. Cho nên là cái tin nhắn cũng như là cuộc gọi nó rất là nhiều. Em rất là vui vì điều đó. Nhưng mà không kịp trả lời tin nhắn quý vị cô chú anh chị. Cho nên là nhiều khi anh chị cũng hơi buồn. Nhưng mà em sẽ cố gắng em trả lời thật nhanh và trả lời thật gọi là kịp thời cho quý vị cô chú anh chị. Đây một cái nước men rất là cổ đúng không ạ? Đây, cái lọ này. Cái lọ này, cái gốm của nó rất là dày anh chị nhá. Kiểu tranh thủy mặc ấy, kiểu như vậy. Cái lọ này cũng xinh xinh, nhỏ nhỏ, đẹp đẹp này. Đẹp, nhỏ nhỏ vậy thôi, rất là đẹp. Đĩa này. Cái bộ đĩa để bày đúng không ạ? Nhìn rất là đẹp. Đi gặp những cái đồ gốm như thế này em rất là thích. Ở nhà em ấy, vừa rồi em mới thiết kế một cái giá để chuyên để lọ hoa thôi. Cực kỳ nhiều lọ hoa đẹp luôn. Đó, cái đĩa này có giá khoảng hơn 1 triệu này. 6.040 yên. Nhiều không ạ? Nhiều lọ hoa luôn. Đây có một cái đá phong thủy màu xanh này. Đây. Lại lọ hoa tiếp. Đây cái lọ hoa này mới cao anh chị ơi. Đây cái lọ này nó phải cao trên 1 mét luôn. Và nó rất là nặng. Bên cạnh là một cái chùa bằng thủy tinh. Thủy tinh kết hợp với cả cái gì đấy. Em đo thử nhá. 4 này. 5 này. Đấy, nó khoảng 1 mét gì đó anh chị nhá. Sấp xỉ gì đó thôi. Nó nặng và nó rất là to. Cái này cái chi phí vận chuyển của nó khá là cao. Khá là cao anh chị ạ. Đấy, cái đường kính của cái này nó khoảng hơn 30 cm. To.
Cái lục bình này thì mình để ở mình về Việt Nam, nếu mà anh chị mua ấy, về Việt Nam anh chị đóng một cái chân xong là để chỗ cái kệ nào đó ở góc nhà gì đấy rất là đẹp, cạnh chỗ bàn uống nước gì đó. Thủy tinh này, cái chùa này, cái tháp này rất đẹp đấy, khá là chi tiết cầu kỳ. Đây là một cái loa, cái này là chạy bằng pin mà chúng ta nói vào cái phía sau này nó sẽ phát ra âm luôn, rất là rất là hay. Cái này phù hợp cho anh chị gì nhỉ, bán hàng không à, bắt đầu bảo đọc đọc vào đây để nó tăng cái âm lượng của mình lên, đỡ phải hét to đúng không ạ. Cái này sản xuất ở Nhật anh chị nhá, em thấy nó lạ lạ em quay cho anh chị, bởi vì là có thể là để chơi chơi cũng được, bày ra cũng hay đúng không ạ. Đây là một cái thuyền này, cái thuyền này cũng rất là to và đẹp. Đây, Flying Cloud. Cái này là con thuyền này được sản xuất năm 1846. Ý là con thuyền này, con thuyền có tên như thế, còn cái thuyền này thì nó gọi là cái đồ mô phỏng lại, thì chả nó cũng chỉ sản xuất gần đây thôi chứ không phải là 1846 đâu anh chị nhá. Nó mô phỏng lại cái con thuyền có tên như thế. Đây là một cái khẩu đại bác thần công. Cái này dạo trước em có mua một cái, nó sản xuất ở Bỉ anh chị ạ, Spain ấy. Đó, nặng ngồi đồng cối đá rất là to. Đây cái đồng hồ Tissot, em xin lỗi, đồng hồ Hunting World. Cái đồng hồ này còn nguyên siêu ở phía sau đây anh chị, dán tem này nguyên siêu luôn, và có cả hộp anh chị nhá, rất đẹp. Những cái đồng hồ mà màu vàng này, dây da này, và sản xuất ở Thụy Sĩ này, đó anh chị ở Việt Nam rất là thích. Nó nhìn nó thực sự là rất là cuốn hút rồi. Cái mặt trắng nữa, dạ quang đúng không ạ, rất đẹp. Dây da cá sấu, em quay đủ góc cạnh cho anh chị xem. Có hai cái như thế này anh chị nhá, một cái thì không có hộp, cái này thì có hộp. Ở nhà em hiện tại cũng đang có mấy cái Tissot và một số cái đồng hồ Nhật Bản, Thụy Sĩ đã qua sử dụng cũng như là chưa qua sử dụng. Đây một cái Tissot 1853. Cái này có giá khoảng hơn 4 triệu tại Nhật. Kính sapphire nguyên khối. Cái này cũng còn nguyên hộp anh chị nhá. Đã qua sử dụng nhưng mà còn nguyên hộp. Dây thép đặc, cầm rất là đầm tay anh chị ạ. 6 kim, em ấn thử. Đấy, đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Nguyên khối rất đẹp. Tissot. Đây, giá còn có khoảng hơn 4 triệu tại Nhật. Anh chị mà thích cái dòng Tissot có thể quan tâm thực tiếp là lấy cái đó rất là hợp lý đúng không ạ? Đây là một cái Seiko lộ cơ này. Cái tủ này khá nhiều đồng hồ đẹp. Hamilton này, cái này cũng là máy pin. Bảo hành 6 tháng, Seiko 5 này. Giá rẻ này anh chị, có khoảng chưa tới 2 triệu Seiko 5. Đây cái Tissot mà nó còn nguyên hộp đây anh chị. Nguyên hộp rất đẹp. Riêng cái hộp này nó đã rất là nặng rồi. Cái Tissot này. Anh chị xem tới đây cho em xin một nút thích video. Video của em gần đây ấy được anh chị quan tâm rất là nhiều. Em chỉ đăng lên một lúc thôi là đã có 1.000 anh chị xem rồi. Sau 2-3 ngày là có khoảng 15-20.000 anh chị xem luôn. Đấy, cho nên là càng nhiều anh chị xem thì cái tin nhắn của em nó lại càng nhiều ấy. Cho nên em trả lời nó sẽ khá là chậm. Nó không thể đáp ứng kịp được, nhưng mà em sẽ cố gắng. Hamilton này anh chị. Bởi vì em bán ở Việt Nam ấy, rất là nhiều sản phẩm, không riêng gì audio, mà nói chung là cứ cái gì bán được là em bán ấy. Cho nên là nó sẽ rất là đông khách hàng, đủ các lĩnh vực. Đây cái bật lửa này đẹp không ạ? Như một cái thỏi son. Màu vàng rất đẹp, bật một cái là ăn lửa luôn. Đó, hiện tại nhà em cũng có một số cái bật lửa kiểu như thế này. Rất đẹp anh chị nhá. Đây là một cái bật lửa ga sản xuất ở Nhật này, made in Sapa này anh chị. Thử luôn tại cửa hàng cho anh chị xem. Bật lên video luôn. Bây giờ em bật thử. Đấy, nhìn cái
vân của nó cũng rất đẹp. Ý, cái này đẹp thật đấy. Cái thỏi son vừa nãy cũng đẹp luôn. Đây là một cái bộ bày trưng bày kiểu cái thùng rượu bằng gỗ. Cái này là gỗ đúc gỗ tiện gì đấy rồi, cũng rất đẹp. Để bày thôi anh chị nhá, không đựng được cái gì, không chứa được cái gì cả. Đây là một cái quả bầu này. Quả bầu này ở Paraguay anh chị ạ. Em thấy họ ghi như vậy, Paraguay. Họ chạm khắc rất là tinh xảo. Cái này chắc là mất thời gian chạm khắc lắm đây. Để đặt trên một cái giá bằng da đúng không ạ? Đây em thấy ghi là Paraguay đây đúng không ạ? Đó, đặt trên một cái giá bằng da. Cái này chắc là một người Nhật nào đấy đi du lịch ở Paraguay xong là mua đây. Có 6 quả trứng này. Một bộ, à 10 quả trứng anh chị ạ. Một bộ 10 quả trứng xong là được vẽ viết cái hình thù lên. Những cái bông hoa rồi các thứ lên bằng đá anh chị nhá, xong là vẽ lên. Đây, một bộ, một nhóm lợn. 11 con lợn. 11 con lợn rất là đáng yêu. Một cái kính hiển vi rất đẹp. Ở nhà em đang có một bộ ấm chén bằng bằng vàng 24K, mà vàng 24K có 5 cái ấm này và một 5 cái chén và một cái ấm. Đây là cái dãy mà dùng để gọi là cái đồ pha trà và chiếc đây đúng không ạ? Đây là những cái ấm này. Đấy. Rồi, chúng ta lại quay lại audio anh chị nhá. Đây lại thêm một tủ gọi là dây tín hiệu, dây loa. Ủa, những cái sợi dây nó to. Đây là cái cổng 6 ly đúng không ạ? Đấy, bằng đồng rất đẹp, sáng luôn, sản xuất ở Nhật. Đây là 3.5 và 6 ly. Em không biết là cái loại dây này nó dùng cho cái đầu rồi cái kết nối cái gì. Nhưng mà em thấy em cũng quay cho anh chị ấy, Made in Japan đây. Có thể là anh chị nào mà thực sự là có những cái kết nối cần đến những cái dây như thế này thì có thể nhắn cho em. Bởi vì em chưa gặp cái kiểu nào kết nối như thế này cả. Đây là một cái dây tín hiệu, dây AV. Mỗi sợi của nó là khoảng 300-400 nghìn gì đó. Cửa hàng này cách nhà em khoảng 2 tiếng lái xe. Và đi cao tốc anh chị nhá. Đi cao tốc. Trong đây có 3 cái bộ chép. Một cái là Fotech FT90H, một cái là H100 của Koran. Cái H100 của Koran này thì là một trong những cái hiếm gặp vô cùng. Và nó rất là to so với những cái bộ chép khác, siêu chép khác đúng không ạ? Anh chị quan tâm có thể nhắn cho em cái bộ chép đó, khá là hiếm gặp. Vừa rồi em có mua một cái chép của Fortech, cái là 500. Fortech 500 rất đẹp, màu vàng cực kỳ đẹp. Hôm nào em sẽ quay cho anh chị xem. Trên đây có một cái tơn lơ của Luxman này. Tơn lơ của Luxman. Đây là một cái dây nguồn này. Ui, Frutech, cái này sản xuất ở Hoa Kỳ anh chị ạ. Alpha PS950, dài 1m8. Đây là một cái dây nguồn của Luxman này. Nghe đến Luxman đã thích rồi. Đây có những cái bóng đèn này, rồi là những cái kim than. Cái này màu vàng 103GL. Đèn ông 103GL, sản xuất năm 1990, còn nguyên hộp. À, chưa xài anh chị nhá. Chưa xài luôn. Đây, rất là nhiều đầu kim than luôn. Lát nữa, vừa nãy em nhìn thấy có một cái dãy lọ hoa, rồi là những cái đồ trang trí rồi. Lát em sẽ quay tiếp. Nhưng mà đây em thấy cái này em lại quay luôn. Đây, kim than này. Anh chị nào mà cần kim dự phòng có thể mua, hoặc là hỏng thì có thể mua. Giá của nó cũng vừa phải thôi. Nói chung là tiền nào của đấy anh chị ạ. Đây, cái này thì rất là ok này. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Còn nguyên hộp Victor MD2ES. Còn nguyên hộp anh chị nhá.
Anh chị nào mà xài Facebook thì có thể là ghé vào trang Facebook hàng nhật giảm giá.com để xem thêm những cái ảnh chi tiết hơn. Đây là một cái đài radio bằng bóng đèn cổ sản xuất ở Mỹ. Hình thức cực kỳ đẹp. Anh chị mua có thể sưu tầm hoặc là và nó vẫn được xài bình thường anh chị nhá. Đang có bảo hành 3 tháng tại Nhật. Ui, cái này độ tinh xảo và chạm khắc rất là đẹp cái đài đó anh chị. Đây là một cái SQ38 MK2 đúng không ạ? Đây, cái Luckman L507S. Cái này có giá ban đầu của nó khoảng 55 triệu và bây giờ họ bán ra đâu đó khoảng 32 triệu. Luckman. Con này thì là đây, cái chỗ cái mặt lưng bên trên này, cái chỗ này này anh chị. Nó tự nhiên nó bị nổi lên như thế này, em không hiểu là lý do tại sao nó bị như thế này. Nhưng mà đây là cái lý do mà họ bán rẻ cho chúng ta so với lại cái giá mà các cửa hàng khác bán ra. Nếu anh chị nào mà không coi đó là một vấn đề ấy, thì có thể mua cái này. Cái này sẽ là một cái giá rất là rẻ. Luckman L507S Macintosh C36 này anh chị. Giá khoảng 54 triệu và bây giờ họ bán ra vào đâu đó khoảng 23-24 triệu thôi. Con này sản xuất ở Mỹ. Sản xuất ở Mỹ. Đây, em quay phía sau cho anh chị xem. Cổng ra cổng vào rất là nhiều. Output, input các thứ. Đây là một bộ mâm than Micro SX5000 25 mã. Con này có giá khoảng 6... rơi vào tầm khoảng 600 triệu. 600 triệu tại Nhật anh chị nhá. Đấy. Micro. Nó cái này nó dùng cái hơi để đẩy những cái đĩa này thì phải. Em thấy nó có cái ống hơi. Nói chung là em chưa dám chạm vào anh chị ạ. Không biết là các anh chị đang xem video của em, có anh chị nào mà đã từng dùng cái kiểu cao cấp đến mức độ như thế này chưa? Nó có giá khoảng 3 triệu 300 nghìn yên. Đấy. Đây là một cái dây titan này. Cái này là một cái dây tín hiệu, dây AV. Dây titan. Tuyệt vời luôn đúng không ạ? Tự nhiên họ đẻ ở đây, em thấy em quay cho anh chị. Đây là một cái kèn JBL 2445G. Đó, giá con này nó cũng... khá là vừa phải thôi, khoảng 15-16 triệu. Em quay phía sau cho anh chị. Ủa, nó nặng thế, nó nặng dã man luôn. Đây phía sau của nó đây, rất đẹp đúng không ạ? 16 ohm, USA anh chị nhá, sản xuất ở Mỹ. Đây là một cái đài, cũng là một cái đài cổ của Nationan. Cái này cũng em nghĩ là quay lên anh chị cũng sẽ quan tâm. 27.500 yên, hơn 5 triệu đồng thôi. Đấy. FM này nghe ok đúng không ạ? Phía sau của nó đây, cái mặt của nó còn nguyên cái nút đậy anh chị. Đây là một cái bộ Sony. Cái bộ này em nghĩ là chất lượng này, nó dùng được cả CD, có nguyên điều khiển, nghe được AM, FM và tích hợp cả cái ổ nhớ bên trong 80GB luôn anh chị nhá. Nó quá là ok luôn. Lát em sẽ mua một bộ về để nghe thử chất lượng của nó. Nó có màn hình hiển thị to đùng như thế kia thì chắc là nó sẽ rất là thú vị đúng không ạ? Nó kiểu sóng nước ấy. Cái màn hình nó sẽ có sóng nước hiển thị lên, rất là hay đúng không ạ? Lát em sẽ mua một bộ Bose. Cái bộ combo này cũng rất là ok này. Nó tích hợp cả CD và có cả loa rồi FM ở trong cái con này luôn. Đây, Boat Music, cái này còn nguyên hộp này. Và cái đế bằng thủy tinh rất là dày dặn và đẹp. Cái video của em sẽ kết thúc tại đây. Đó, cho nên là nếu anh chị mua sản phẩm nào của em ấy thì chụp màn hình của nó và gửi vào cái hai cái số Zalo hoặc trang Facebook giúp cho em nhé. Đây là một bộ mic không dây này. Audio Technic. Bộ mic không dây. Rất đẹp đúng không ạ? Có giá khoảng 7 triệu hơn tại Nhật. Audio Technical 7700TX. Đây, cái bộ sạc này rất ok.
Rồi em xin cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị đã xem video của em. Tất cả mọi thắc mắc về giá cả cũng như là những cái thông tin về hình ảnh, anh chị có thể nhắn tin cho em hoặc là gọi điện trực tiếp cho em nhé anh chị nhé. Em sẽ trả lời quý vị, cô chú, anh chị. Em xin chào mọi người.